chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu cái cách làm một dạng bài mà các em đang rất quan tâm, các em cũng đang rất lo lắng. Đó chính là dạng bài đọc hiểu văn bản. Thì cái dạng bài này nó thường nằm trong đề thi của các em. Như các em theo dõi đề thi năm học 2013-2014, trong cả cái kỳ thi trung học phổ thông lẫn cái kỳ thi đại học thì người ta đều có cái câu hỏi này, có cái phần bài tập này. Và cái câu hỏi này, phần bài tập này là chiếm 2 trên 10 điểm trong đề thi đại học và chiếm 3 trên 10 điểm trong đề thi tốt nghiệp của năm học 2013-2014. Thế thì tới đây, trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì người ta sẽ vẫn giữ lại cái cấu trúc đề về cơ bản như là đề thi đại học của năm học 2013-2014. Và khi người ta giữ lại cái cấu trúc đề như vậy thì chúng ta biết rằng chắc chắn chúng ta sẽ phải làm một câu thuộc dạng bài đọc hiểu. Và với một cái mức độ điểm là 2 trên 10 hoặc 3 trên 10 như vậy thì có nghĩa rằng đây là một cái phần cũng rất là quan trọng. Và cái phần này để lấy được 2 hay 3 điểm trọn vẹn ấy thì không phải là khó, miễn là các em biết phương pháp, biết kỹ năng. Và hôm nay thì cô sẽ cung cấp phương pháp kỹ năng giúp các em để các em có thể tự tin khi làm dạng bài này và đạt được cái kết quả tốt nhất. Thì cái việc người ta ra đề và có cái dạng bài này nó xuất phát từ cái xu hướng kiểm tra, xu hướng thay đổi, đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục đã đề xuất. Và cái xu hướng này nó cũng tiếp cận với cái xu hướng chung của thế giới. Thì chúng ta trước đây là chúng ta thiên về kiểm tra đánh giá cái sự ghi nhớ kiến thức của học sinh, mà thường là ghi nhớ kiến thức do thầy cô truyền đạt gọi là cảm hộ, hiểu hộ, và đấy là sự truyền đạt một chiều. Và các em thì ghi nhớ một cách thụ động và người ta kiểm tra đánh giá cái sự ghi nhớ của các em. Thì đến bây giờ cái xu hướng mới là người ta sẽ đi vào kiểm tra năng lực đọc hiểu của các em. Và cái năng lực đọc hiểu này thì thầy cô không thể giúp các em gọi là đọc hộ, cảm hộ, hiểu hộ được, mà các em phải tự mình khám phá, tìm hiểu văn bản. Tất nhiên, để tự mình tìm hiểu khám phá văn bản thì các thầy cô sẽ cung cấp cho các em các kỹ năng và phương pháp trong quá trình dạy các em các cái văn bản đọc hiểu ở trên lớp. Thì hôm nay thì cô sẽ sâu chuỗi tất cả lại để hướng dẫn các em cái cách làm bài này một cách có hệ thống. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Trước hết thì các em phải nhìn được ra cái cấu trúc của cái đề bài dạng này, cái cấu trúc của đề bài đọc hiểu này. Cái cấu trúc của bài đọc hiểu bao giờ nó cũng gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là người ta đưa ra một văn bản cho các em. Cái văn bản ấy có thể là một văn bản văn xuôi, có thể là một văn bản thơ, có thể là một văn bản hoàn chỉnh, hoặc cũng có thể chỉ là một đoạn trích. Có thể là một văn bản văn học, nhưng cũng có thể là một văn bản nhật dụng. Tức là cái văn bản ấy thì chúng ta cũng làm quen với cái việc là chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động là văn bản gì thì mình cũng sẽ vẫn làm được theo những cái kỹ năng, những cái phương pháp mà mình đã được trang bị. Và xu hướng thì đó sẽ là một văn bản mới. Các em theo dõi cái đề thi đại học năm 2013-2014 thì các em thấy rằng cái ngữ liệu để đọc hiểu ấy, cái văn bản người ta đưa ra cho các em đọc hiểu ấy, thì nó là văn bản nằm trong sách giáo khoa, nằm trong phần đọc thêm. Và như vậy thì nói là mới thì cũng không hẳn mới, nhưng nói là quen thì cũng không hẳn quen, bởi vì chỉ là văn bản đọc thêm, chúng ta mới chỉ thế nào thôi. Trong năm học lớp 12 thì các bạn khi mà làm cái đề văn này, các bạn mới chỉ xem qua cái phần đọc thêm, đọc với đúng cái tính chất gọi là đọc thêm, gọi là hiểu sơ lược nội dung và những đặc sắc nghệ thuật thôi. Nhưng sau này khi mà người ta ra trong đề thi đại học thì với các bạn ấy nó cũng không hẳn là mới, nhưng mà cũng không hẳn là mình đã quen, không hẳn là mình đã nắm vững, nắm chắc, nắm đến tận cùng. Thế thì năm học này, bắt đầu từ năm 2014-2015 này, thì cái văn bản người ta ra cho các em, cái ngữ liệu để chúng ta đọc hiểu ấy, chắc chắn nó sẽ là một văn bản mới, mới hoàn toàn. Và chúng ta sẽ nhìn lại các cái đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học của năm học 2013-2014 để thấy được cái ngữ liệu họ đưa ra. Thứ nhất là đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014, các em có thể quan sát ở trên bảng. Những ngày đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam. Có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Trước tình hình đó, trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước, hơn 4 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn nóng bỏng hướng về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, dõi theo từng tin tức được truyền đi từ hiện trường vụ việc. Những ngày qua, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến tinh thần yêu nước trong mỗi một người dân Việt Nam kiều bào ta ở nước ngoài, thể hiện sự đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ vùng biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lên án mạnh mẽ những hành động sai trái, phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nhận định những sự kiện đang diễn ra trên Biển Đông để có những hành động phù hợp hơn. Đây là trích trong bài Bình tĩnh, sáng suốt thể hiện lòng yêu nước của tác giả Nguyễn Thế Hanh trong báo Giáo dục và Thời đại số 116 ra ngày 15 tháng 5 năm 2014. Vậy thì các em theo dõi cái phần ngữ liệu để đọc hiểu ở đề tốt nghiệp này thì các em thấy đây là một văn bản văn xuôi nhưng chỉ là một đoạn trích. Và văn bản này không phải là một văn bản văn học mà đây là một văn bản báo chí. Các em nhận thấy ngay. Hay các em theo dõi tiếp đề thi đại học khối C năm học 2013-2014, người ta đưa cái ngữ liệu để đọc hiểu, đó là một đoạn trích trong bài thơ Đò Lèn của tác giả Nguyễn Duy. Đây là một cái bài đọc thêm nằm trong sách giáo khoa ngữ văn tập 1. Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá, níu váy bà đi chợ Bình Lâm, bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần. Thuở nhỏ tôi lên chơi đền cây thị, chân đất đi đêm xem lễ đền sòng, mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm, điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng. Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế, bà mò cua xúc tép ở đồng quan, bà đi gánh chè xanh ba trại, quán cháo đồng dao thập thực những đêm hàn. Người ta đưa một cái đoạn thơ rất là hay đấy, và người ta sẽ có hệ thống câu hỏi đằng sau. Người ta đang tìm hiểu cái ngữ liệu để đọc hiểu đã. Hai em quan sát tiếp đề thi đại học khối D năm học 2013-2014, người ta cũng đưa cho các em một cái đoạn văn bản để đọc hiểu, cũng là nằm trong một bài thơ trong phần học thêm. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa, nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Đây là đoạn trích trong bài thơ Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Thì các em thấy là gì đấy? Tất cả những cái văn bản đọc hiểu này thì người ta có thể lựa chọn thơ hoặc văn xuôi, có thể là văn bản văn học, có thể là văn bản nhật dụng, có thể là một văn bản hoàn chỉnh, có thể chỉ là một đoạn trích. Và cả cái văn bản này thì đều là những đoạn trích cả. Thì đấy chính là phần 1, đưa ra ngữ liệu để đọc hiểu, đưa ra một văn bản. Sau khi đưa ra ngữ liệu rồi thì sang phần 2. Phần 2 của người ta là người ta đưa ra các câu hỏi theo các mức độ nhận thức từ thấp đến cao. Ở đây người ta chia thành 4 mức độ. Thứ nhất là mức độ nhận biết, thứ hai là mức độ thông hiểu, thứ ba là mức độ vận dụng thấp, và cuối cùng là mức độ vận dụng cao. Như vậy là các câu hỏi được xếp vào 4 mức độ này, đây gọi là 4 mức độ nhận thức của các em. Và cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu từng cái cấp độ nhận thức này, những cái câu hỏi và cái cách giải quyết các câu hỏi ở từng cấp độ nhận thức này. Trước hết thì cô sẽ hướng dẫn các em các cái phương pháp và kỹ năng để các em có thể làm được cái câu hỏi ở mức độ đầu tiên, người ta gọi là mức độ nhận biết. Và ở cái mức độ nhận biết này thì cái câu hỏi ấy nó thường là các dạng sau. Cô đã thống kê thành các dạng. Ở đây là 8 dạng. Dạng thứ nhất là yêu cầu nhận diện phương thức biểu đạt. Dạng thứ hai, yêu cầu nhận diện phong cách chức năng của ngôn ngữ. Dạng thứ ba, yêu cầu nhận diện các hình thức ngôn ngữ. Dạng thứ tư, yêu cầu nhận diện các phương thức trần thuật. Dạng thứ năm, yêu cầu nhận diện các phép liên kết hình thức. Dạng thứ sáu, yêu cầu nhận diện các kiểu câu. Dạng thứ bảy, yêu cầu nhận diện các biện pháp nghệ thuật. Và dạng thứ tám, yêu cầu nhận diện các lỗi. Và khi các em nhìn lên cái bảng này thì các em chắc là không hình dung ra và không biết, chưa biết là mình sẽ phải làm thế nào. Thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu từng dạng một và bổ trợ kiến thức để các em có thể xử lý được các câu hỏi trong từng dạng này. Chúng ta sẽ đi vào dạng thứ nhất. Yêu cầu nhận diện các phương thức biểu đạt. Các em quan sát trên bảng thì các em sẽ thấy ở đây cô đã kẻ thành 6 phương thức biểu đạt. Cô đã hệ thống lại toàn bộ một cách đầy đủ và chính xác. Ở đây là 6 phương thức biểu đạt. Người ta đã chia thành 6 phương thức biểu đạt. Thứ nhất là phương thức biểu đạt tự sự. Và cái mục đích giao tiếp của phương thức biểu đạt tự sự đó là trình bày diễn biến của sự việc, kể lại, tường thuật lại một hệ thống các cái sự kiện nối tiếp nhau.
người ta gọi là trình bày diễn biến của sự việc. Phương thức biểu đạt thứ hai là phương thức biểu đạt miêu tả, và mục đích giao tiếp của phương thức biểu đạt này là tái hiện trạng thái sự vật con người. Trạng thái sự vật con người. Phương thức biểu đạt thứ ba, biểu cảm, và mục đích giao tiếp là bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Phương thức biểu đạt thứ tư là phương thức nghị luận, và mục đích giao tiếp là nêu ý kiến, đánh giá, bàn luận. Phương thức biểu đạt thứ năm là phương thức thuyết minh, và mục đích giao tiếp là giới thiệu đặc điểm, tính chất, phương pháp. Và cuối cùng, phương thức biểu đạt hành chính công vụ, mục đích giao tiếp là trình bày ý muốn, quyết định nào đó, thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa người và người. Thì từ cái khái niệm như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu soi vào những cái đoạn văn bản cụ thể, và các em sẽ nhận diện cho cô xem những cái đoạn văn bản ấy là thuộc vào phương thức biểu đạt nào.